sáng mùng 3 Tết mình đưa bà xã đi ăn sáng bạn ơi. Đi ăn sáng ở nhà hàng khách sạn Nam Sơn. Đây, nhà hàng khách sạn Nam Sơn. Ngay dọc đường khu Hòa Bình, phố Đà Lạt các bạn ơi. Khu này với nhiều nhà hàng khách sạn trung tâm. Đây. Bên đây là phía đường dọc qua dưới chợ Đà Lạt. Quay một quang cảnh cho các bạn cùng xem. Phố xá Đà Lạt vào buổi sớm mùng 3 Tết. Khi nắng lên, ánh ban mai rực rỡ của ngày mới, chào năm mới bắt đầu. Rồi cùng vô ăn sáng tại một nhà hàng. Chào ngày mới. Rồi cùng ăn sáng sớm mà ăn hủ tiếu. Xong rồi mình đi ra khu bờ hồ xem có gì hay, mình sẽ quay video clip cho các bạn cùng xem chương trình du xuân sáng mùng 3 Tết tại thành phố Mộng Mơ, thành phố tình yêu. Thành phố tình yêu. Happy New Year everyone. Rồi, hủ tiếu hải sản nè. Đi ăn đi em. Thử ơi. Hủ tiếu hải sản là buổi sáng sớm hai tô. Nhìn thấy nước lèo nó cũng trong trong, nó có tôm với mực ha. Rào. Rồi mời các bạn cùng ăn sáng với vợ chồng mình nhé. Ăn đi em. Đu hải sản mình phải cho rau vô nè, rau xà lách, rau thơm vô ăn mới ngon được. Và đặc biệt cái nước tương này phải cho sa tế vô các bạn ơi, vậy lên chấm. Thử miếng mực nè. Hết sảy. Sáng sớm nạp năng lượng lên cà phê sữa các bạn ơi. Cà phê sữa đá. Cho chút xíu đường vô mới ngon nè. Có một ly cà phê sữa hết sảy luôn, hết sảy con bà bảy. Yeah. Em mua gì cho má, mua gì đây, mua phần cho má gì tránh phùi á. Mua gì mua đi rồi đưa tiền rồi. Cái này là mứt mận ha anh. Dạ, anh ăn mứt mận. Em ăn thử đi kìa. Em ăn thử đi.
tiện đi ngang qua chợ Đà Lạt mua vài món quà về tặng cho người thân gia đình đầu năm các bạn ơi. Đây quang cảnh bà con đang đi chợ Đà Lạt vào sáng mùng 3 Tết. Chợ vẫn hoạt động như bình thường ha, sau dịch Covid khách du lịch bắt đầu đổ về Đà Lạt rất đông nên các tiểu thương kinh doanh mua bán rất là tấp nập để bù lại cho những ngày chánh dịch. Rồi cảm ơn. Này không được mất mận như này, mất dâu hả? Dạ mất dâu với mất mận mua về làm quà. Hồng sấy treo đó em, nó hồng sấy treo nè, nó bỏ trong hộp nè. Tung tăng phố Đà Lạt các bạn ơi. Đôi bàn dĩa đang tung tăng. Tuyệt đỉnh luôn, có những cây thông
trước chợ Đà Lạt, ngay các bùng binh các bạn ơi. Sáng mùng 3 Tết bà con đi chảy hội ở Đà Lạt cũng khá đông, lưu lượng xe dư thông, giao thông cũng vừa phải thôi, cũng không có đông lắm, tại do là ban ngày trời nắng nên mọi người đang tìm chỗ để nghỉ ngơi. Đi một vòng chụp hình này mệt rồi, mình ghé quán cà phê ngay góc bùng binh chợ Đà Lạt, vô đây ngủ cà phê nghỉ ngơi. Góc view khá đẹp, Veronica cà phê các bạn ơi, Veronica cà phê. Hôm nay do là ngày Tết nên không khí khá vắng vẻ mà cái view rất là đẹp mắt. Nè ơi, tuyệt vời luôn, là cảnh đẹp mà. Rồi mời các bạn thưởng thức bánh canh bánh nước lòng gà rất là nổi tiếng tại Đà Lạt, ngay phố số 2, số 4 Tăng Bạc Hổ, phường 1 Đà Lạt. Đây, bánh canh bánh nước lòng gà, món ăn ẩm thực nổi tiếng của Đà Lạt. Đây, gà quá trời luôn các bạn ơi, gà trứng non, trứng non gà. Đây, bánh nước lòng gà ẩm thực ngon của Đà Lạt. Để qua bên đây quay cho các bạn coi bánh canh bánh căng, bánh căng có tôm có mực hay em hả? Đây tôm, đây mực, đây chiều hôm qua anh bánh canh rồi, giờ không ăn bánh canh nữa, anh bán bánh nước lòng gà các bạn ơi. Quán ăn rất là tấp nập luôn. Em ơi, ẩm thực ngon của Đà Lạt. Rồi, mời các bạn cùng thưởng thức bánh bánh nước lòng gà nè. Một phần như vậy là 50k. Rồi, em thử đi, thử coi ngon không em. Giờ em ăn thử đi. Có trứng đúng không? Có bao gồm có trứng non nè, trứng non rồi gà xé, rồi tim gan gật á, tim gật của gà đúng không? Gan của gà nữa. Ở vị này ăn ngon không em? Ăn sao cho khán giả biết nè. Ngon tùy khẩu vị của mỗi người. Ngon hay giả là tùy khẩu vị của mỗi người hả? Ok. Rồi, cùng thưởng thức bánh nước lòng gà ẩm thực ngon của Đà Lạt các bạn ơi. Đây, bánh nước lòng gà. Đây là sữa đậu nành, mở giùm anh cái này. Mở giùm anh cái chai này. Mở mình cái chai sữa đậu nành đây, rót vô đây luôn. Sữa đậu nành rất là mát luôn. Em được bằng 15 nha. Rồi mời cả nhà cùng thưởng thức ẩm thực ngon của Đà Lạt nha. Cái món lạ Sài Gòn không có thì lên Đà Lạt. Trứng non ăn hết sảy luôn. Trứng non miếng gà. Phố đêm ngay chợ Đà Lạt là vào tối mùng 3 Tết bà con ơi. Giờ mình quay quang cảnh phố đêm ngay chợ Đà Lạt cho mọi người cùng xem nó nhộn nhịp như thế nào ha. Sau khi Covid
thì phố đêm đã hoạt động dần lên. Sức sống mới đang trở lại, bà con tại Đà Lạt đã chích tiêm 3 mũi hết rồi. Nên mọi người cũng tự tin để ra đường đón một cái Tết nguyên đáng. Sức sống mới đang trở lại ngay tại Đà Lạt nha các bạn ơi. Các bạn hãy xem quan cảnh xung quanh chợ đêm Đà Lạt. Rất là vui nhộn. Đủ thứ sắc màu lung linh đó đó. Sau khi mình ăn tối bên này xong mình đi ra đây đi dạo. Đi dạo mua sắm. Người dân và du khách tham quan mua sắm tại chợ Đà Lạt. Quá vui nhộn luôn bà con ơi. Đây, quay quang cảnh chợ Đà Lạt, phố phường tấp nập, mọi người đông vui. Happy New Year. Quá đẹp luôn quang cảnh Đà Lạt về đêm. Hello Đà Lạt về đêm rất là vui nhộn. Đây là khu phố với những quán cà phê về đêm, đủ thứ ánh đèn sắc màu về đêm mà lung linh luôn. Với những hàng đào nè, hàng đào. Đó, rập bóng đào luôn vào tối buổi dịp Tết á, mỗi dịp xuân về là những cây đào xung quanh đây nó rỡ rực đổ một sắc màu. Mình đi ban ngày á mới cảm nhận được cái cảnh đẹp của phố Đà Lạt. Land Coffee, phố đêm Đà Lạt. Mình đang đi bộ dạo quanh cái khu này. Khu này phải nói là trung tâm ăn chơi bậc nhất của Đà Lạt về đêm. Đây, nghệ sĩ đường phố, nghệ sĩ đường phố người nước ngoài đang cũng là vì một cuộc sống thôi. Bây giờ các nghệ sĩ đường phố rất là nhiều sau cơn Covid nè các bạn ơi, các bạn hãy ủng hộ cho những nghệ sĩ đường phố nha. Ủng hộ đi, mua 5.000 nữa. Ủng hộ cho một nghệ sĩ đường phố. Mình xin phép chào nghệ sĩ đường phố. Nghệ sĩ đường phố ở nước ngoài luôn á. Ở trên đây rất là nhiều khung cảnh nghệ sĩ đường phố hoạt động ở đây, náo nhiệt. Đây các bạn xem quang cảnh nha, chợ Đà Lạt nè. Khu này là cực kỳ vui nhộn luôn. Đây, khu này bán quần áo, thời trang rồi hè phố. Hoạt động rất là tấp nập kể cả ngày đêm. Càng về đêm càng vui nha các bạn ơi. Hiện nay là khoảng 7 giờ tối. Quang cảnh ở đây rất là đẹp. Đây chợ Đà Lạt, quá đông vui luôn các bạn ơi. Các bạn trẻ ngồi đây uống sữa, sữa nóng đầu nành nè. Đó. Ăn những món ăn hè phố rất là vui nhộn. Quá đông đúc luôn các bạn ơi. Sức sống Đà Lạt đang trở lại. Cuộc sống mới đang hoàn thiện. Hy vọng năm 2022 mọi người sức khỏe dồi dào để mà vượt qua Covid. Quá vui luôn. Lâu lắm rồi mới có được cái khung cảnh đẹp như vậy đó. Đó, đi lên đây dạo bên đây cho nó vui nè. Đó, mình dạo qua bên này cho các bạn cùng xem nha, phố
phố Nguyễn Chí Thanh Đà Lạt. Đây phố Nguyễn Chí Thanh giờ đêm đủ thứ sắc màu lung linh đấy. Đây là những nơi bán những món quà lưu niệm. Quay qua đây coi. Ở đây chào ơi. Cô gái Đà Lạt từ ở xứ nào đến đi? Cô là dân người dân tộc gì đây? Dân tộc Trung Quốc rồi. Trung Quốc giỡn rồi thôi. Ở Đà Lạt có Trung Quốc giỡn nữa hả? Trung Quốc giỡn nữa. Về chúng qua giỡn chơi đi, về chúng cọc chơi đi. Ai cho ở Đà Lạt đâu. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me this kind of fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me this kind of fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole lot of meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning.